Sao lại có bức ảnh đẹp như này nhỉ? Suốt ngày ngắm ảnh gái, bảo sao bây giờ vẫn ế. Đấy, cái đầu mày đúng là gái thật, nhưng mà gái đẳng cấp quốc tế luôn, tân hậu thế giới đấy. Đâu? Đấy. Chưa? Mới à? Hoa hậu mới à? Ừ. Tôi thấy nụ cười của bạn dần thiếu đi đạo đức rồi đấy. Này, chắc ăn uống kiêng khem lắm nhỉ? Xem nào, bụng tôi to lắm rồi ấy. Bạn đã ước mình thành con ngựa đúng không? Này, ăn uống kiêng khem nhìn đùi này. Vẫn còn tâm trí xem ảnh tân hậu thế giới à? Đến bao giờ đây? Giật cho mình. Kịp cái lúc anh zoom cái đùi phải của tân hoa hậu này. Đấu đường ngựa đây. Đang xem con ngựa ấy, bảo chế độ ăn uống như nào. Mà biện minh nữa. Biện minh gì? Vào việc chính nhá. Hôm trước xem ảnh trao giải Oscar Josena này. Thôi. Không đúng đi này, bạn biết không, trao giải không? Tua đi tua lại. Xong mà. Chưa? Lại chối. Vào việc chính nhá. Hẹn nhau ra đây để thống nhất rõ ràng xem sống thế nào cho êm ấm. Để mà ly thân cho chót lọt. Chứ mấy ngày vừa qua đùa, căng thẳng mệt mỏi, nghĩ xem làm cái gì, đầu muốn mổ tung mất. Đi đâu ấy? Đặc quá, vào xin bít đá. Em ơi, cho anh ít đá. Vâng ạ. Ủa đấy? Kìa, tôi có liên quan cho bắt tôi đứng một đêm gì. À này này này, ai bảo mày không liên quan. Mày đưa tao về nên mẹ chồng tao căng thẳng thêm gấp mấy lần đấy. Ủa đấy? Gì? Gì? Thế chả mày thế, hôm đấy nếu mà con Ly nó đưa về có phải không có chuyện gì không? Ờ, cái thằng này rõ ràng mày rất liên quan luôn. Ngồi đi. Em gửi đá. Chị dùng gì ạ? À? Nâu nhiều sữa. Vâng ạ. Bị quay rồi. Mấy ngày vừa rồi em cũng suy nghĩ lại. Đúng là một phần sai cũng là do em. Mẹ thì không thích em từ trước rồi. Và lúc nào cũng tìm mọi lý do để quàng vào việc chúng ta chưa đủ trưởng thành để ở riêng. Nhưng chúng ta cũng không thể nào để mẹ cứ mãi vin vào chuyện đó được. Đúng là một phần trách nhiệm là do anh, khiến cho mẹ không yên tâm. Thế nên bây giờ anh sẽ cố gắng để ý hơn. Cho em gửi chị nấu nhiều sữa. Cho anh thêm sữa. Chị uống nhiều sữa. Vâng ạ. Được rồi. Sao? Xong chưa? Sao? Sao? Không thì... Xong rồi thì chốt đi. Như nào? Bắt tao ngồi đây à? Chốt thôi. Thì không có ý kiến gì cả. Cứ như thế thôi. Nhờ? Chốt thôi. Mỗi người cố gắng một tí, nhường nhau cho êm ấm. Rồi, đẹp lắm. Thế? Hòa hợp cứ như hoa hậu với cả con ngựa của ấy vậy. À, linh tinh. Đắng đúng không?